271天, ngày 271. Đúng, tiếp tục lựa, chuyên tâm lựa, với nghĩa tập trung lựa chọn. Tuổi, chỉ sử theo, chuyên xin theo. 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. Bú dùng cơ ý chú phụ xí sân xứ hớ cơ vấn sớm đợ. Đi giày cao gót thần mỏi chân. Chân cao gân xía chân lệ chảo. Không rõ lắm. Bú thải chinh chủ. Thảm quá à. Khó chán à. Đi thang máy lên trên. Dùa điện thi sang chữ. Tuyệt đối. Chuyế tuổi. Để đâu? Phẳng nả. Tận mắt nhìn thấy. Chi nhán khan diện. Đầu tiên. Sầu xiên. Nhìn dáng vẻ, trông có vẻ. Khai nhạng dự. Dễ chịu, thoải mái. Su phủ. Lên người. Sẵng sân. Liệu có trông béo hay không? Huệ bú huệ xén phẳng. Vừa lựa chọn. Căng theo. Tiếp tục tìm thử xem. Chỉ sử chào chào khăn. Chất liệu vải rất mềm mại. Miền lèo khẩn rấu rõn. Ít nhất cần 300.000. Nguyên văn lá ít nhất cần 30 vạn. Chỉ sáo yào 30 vạn. Đồ đẹp giá rẻ. Ủ mấy trả liền. Mua nhiều thêm mấy chiếc. Tua mái chỉ chuyển. Chuyên tâm lựa chọn. Chuyên xin theo.